Chú Đồ Bạc xin chào các bạn. Hôm nay chú Đồ Bạc sẽ review một sản phẩm này, nó rất là hay. Cho nên là muốn review mình chia sẻ cho các bạn. Mình đã test thử rồi, nhưng mà lúc đó mình không có quay clip. Thì bình thường á là cái hồ lầu, cái hồ này các bạn nhờ cameraman là quay thẳng cho mình ha. Là sử dụng vàng lọc, hệ thống lọc mình mặc tràn trên. Nhưng mà nó sẽ có đo, có sỏi, có đá, có đủ thứ hết trơn. À, các bạn thấy rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái vật liệu lọc này các bạn, thì do mình đi nước ngoài thường xuyên, cái mình cũng ưa bận rộn, xong mình đi qua Nhật thì cái những người bên Nhật của mình á, người ta nói lúc đó chia tình cờ thôi, chia sẻ thì nói ủa tại mình nó bận rộn mình thay nước này nọ, người ta nói ủa bên Nhật tôi nuôi cá có cái công nghệ mới. Nói chung không phải là toàn bộ bên nước Nhật là nuôi như vậy các bạn đó, là nhưng mà có một cái công nghệ này nó mới ra là như vậy. Nó là cái bột các bạn, nó trong cái hộp này các bạn coi, nó là cái bột này, nó gọi là cái khoáng chất hay cái bột gì mình chả biết, nói chung gọi là cái khoáng chất thì cho nó dễ. Đây nè, đó, khi mà cái khoáng chất này nó thay vô không cần vật liệu lọc cá, đảm bảo là không sao. Mình đã test thử rồi, và mình hôm nay mình làm clip mình review, mình sẽ bỏ lên cái vàng lọc này cho các bạn xem trên con cá mình luôn, cá xịn của mình luôn. Mình xịn đối với mình nha, chứ không công mấy người nó chơi cá dở mà, cá xịn đối với mình, thấy cá này quý mình ứng dụng lên luôn. Mình đã làm cho con quýt ngoài trời của mình đã làm trước rồi, nhưng mà lúc đó mình không quay clip tại mình chưa có thấy nó là ok cho mình, không dám review. Hôm nay mình thấy nó ok rồi, mình sẽ làm một bài bản đàng hoàng, một clip sơ đi từ đầu tiên luôn, bỏ lên mỗi ngày mình sẽ cập nhật cho các bạn xem là khi nào. Cái này nó là cái khoáng này, khi mà mới bỏ vào thì cái nước nó sẽ bị đục, nó sẽ đục ngầu luôn, chút sẽ quay cho các bạn xem, nhưng không sao, vài ngày nó sẽ trắng là cho ra trong khe, trong vắt luôn các bạn, là trong vắt luôn, bảo đảm các bạn. Chỉ cần khi mà nước mà lâu, giống như từng lễ nửa tháng mà nước nó hụt bạn châm vô. Còn cứ để gì cho những anh em mà đi chơi xa, những anh em nào mà không có thời gian dẫn nuôi cá rồng được ok. Mình đã thí nghiệm rồi, bây giờ mình sẽ thay đổi, mình sẽ bỏ cái này vô các bạn ha. Rồi các bạn quay vô cho các bạn xem, bạn thấy các bạn mới nói được là mới biết được là bây giờ mình đã bỏ ra vật liệu lọc trong đây nè. Bạn thấy chưa? Vật liệu lọc mình bỏ hết trơn rồi nè, hết rồi vật liệu lọc. Và mình sẽ bỏ cái này vô thay cho vật liệu lọc nè. Đứng camera đứng qua đây, đứng nó quay luôn, quay trên đây luôn. Mình sẽ bỏ này vô thay. Ngày đầu tiên khi mới bỏ vô là hồ cá của mình nó là như một cái nước giống bùn, nhưng mà mình sử dụng qua rồi, mình đã test rồi, mình dám sử dụng trên cá của mình luôn các bạn. Mình sử dụng trên cá của mình luôn rồi các bạn ha, cho các bạn xem. Nhớ cần vật liệu lọc, cái khoáng chất này bên nước Nhật đó, nó lấy từ núi Phú Sĩ ở đâu mình chả biết các bạn ha. Đó, lấy núi lửa phun trào vô là các bạn nhìn thấy nha. Chuẩn bị nè, một chút xíu là một cảnh tượng khủng hoảng nha, một cảnh tượng khủng hoảng nha, thấy chưa? Đó, nước sẽ đen thui lùi luôn, nước sẽ đen thui lùi luôn nha các bạn ha. Rồi bắt đầu mình sẽ bơm nước lên này nha. Rồi camera xuống đi ha. Mình sẽ bơm đó, hiện tại bây giờ 7 cái bây giờ bỏ bơm nước nè, nó sẽ rất là đục nha, không thấy con cá luôn, sẽ đục không thấy con cá luôn. Quay cái trạng thái chỉnh cho mọi người xem, nước chảy chưa, nước chảy chưa, đó trong chỗ này các bạn thấy không? Đó, mới đầu tại vì nó chưa thấm vô, nó chưa thấm vô, từ từ nó sẽ nổi lên, nhưng mà khi mà nó nước nó thấm rồi á các bạn, nước nó thấm rồi nó sẽ chìm xuống, nó sẽ chìm xuống từ từ ha, nó sẽ chìm xuống từ từ. Nhưng mà ngược lại cái là nước nó sẽ khủng hoảng. Review cho các bạn xem là không cần thay nước, cách của mình nuôi đó giờ á. Rồi quay xuống dưới cho mọi người coi, ngồi bắt đầu nước nó xuống đen chưa? Chưa xuống. Mình cách của mình nuôi á là mình uống luôn là nói là phải thay nước mỗi ngày. Mấy người Nhật của mình quen biết mình nói là cách đó là xưa rồi, bây giờ cái công nghệ mới bên nước ngoài là không có cần thay nước các bạn ha, không có cần thay nước. Hồ cá nó vẫn tốt, vẫn sung, và mình đã thử trên một cái hồ thứ nhất của mình rồi, bây giờ mình thử trên cái hồ này của mình luôn. Do bị dướng rồi các bạn ơi,
nó nghẹt. Bắt đầu nước thấy đục chưa? Cái này hay nhất á là khi các bạn nuôi là bắt đầu setup từ khi mà cái hồ cá của mình mới bắt đầu nuôi, thì con cá khi mà nước nó ổn rồi á, con cá nó sẽ bớt nhạt, nó bớt quảng hơn các bạn biết không? Đó. Khi mà các bạn vậy. Rồi bây giờ đó, sau khi mình bỏ vô cái lượng khoáng bỏ vào thì các bạn thấy cái hồ nó như vậy nè. Ớn không các bạn? Hết cá, hết thấy cá rồi. Dám làm không? Có ai dám làm test không như vậy không? Nhưng mà cái đò nó vậy, nhưng mà mình sau 3 ngày, khoảng 3 ngày thì nước nó sẽ trong giờ 2, 1. Nói chung là bỏ vô hiện giờ nhờ camera quay lại coi từ trên nè, mình đã làm xong rồi vô nè, nước nó chảy ổn rồi nè. Đó. Nói chung làm cái này á, nếu mà làm cái hồ từ đầu tiên mình trải nghiệm từ đầu tiên, nghĩa là bắt đầu mình khi mà nước nó trong rồi thì mình nuôi con cá thì mình sẽ không sợ bằng. Còn nếu mà ai làm như vậy thì sẽ cảm giác sẽ sợ. Sợ chú đồ bạc biết mà, tại vì con cá quý, nhưng mà chú đồ bạc đã làm rồi, dám làm trên đây cho các bạn, không phải là nói là nhiều bạn xem clip nó trời ơi suối bậy. Không có nha, 100% bảo đảm với con cá gì nó còn các bạn làm này bỏ vô. Mà con cá các bạn bị gì đó mình đền cá khác cho các bạn. Nhìn trên thấy không? Thấy con cá, thấy con cá. Đó, châu chủ quay coi cái dàn lọc như vậy thì UV vẫn sử dụng bình thường, mình vẫn có một cái túi lọc để khi mà cá nó ị phân hay gì đó ra thì nó sẽ giữ lại. Còn cái này thì thay cho giặt điệu lọc và không cần thay nước. Mình sẽ review cho các bạn xem cái từ gì mình không biết ha, giặt điệu lọc hoặc cái chất liệu gì đó, cái khoáng hay gì đó không biết, mà bỏ vô hồ cá trong phèo mà nước vẫn tốt, không cần thay nước, cá vẫn ăn uống sung khỏe bình thường. Mình là gì, nhìn cái hồ các bạn đèn mở mà thấy giống như là nước ở dưới sông. Nhưng mà các bạn nhớ lại là gì, khi mà chú Đồ Bạc qua Mã Lai làm review clip cho các bạn xem thì bên Mã Lai thì nước bên Mã Lai không thấy nước hồ cá mà cá vẫn tốt, các bạn thấy không? À, cho nên là nước đục như vậy không phải là vấn đề, nhưng mà nếu mà vấn đề đục lâu ngày á thì nó mới có là vấn đề đối với con cá các bạn. Còn mới bỏ vô đục không có dầm nhỏ hết trơn á, cho nên hồi nãy mình nói là nếu mà sử dụng cái vật liệu lọc này cho cái hồ cá mới tuyệt đối là rất là an toàn thoải mái, tại vì sau 3 ngày nó sẽ rất là trong, trong khe trong vắt luôn. Và mình nói lại là gì, mình đang sử dụng cho, đã sử dụng cho cái hồ cá con ở ngoài trời của mình đó các bạn, con quyết mà không đèn á, mình đã sử dụng rồi. Mình đã sử dụng 3 tháng mình không thay nước, cá ăn sung khỏe bình thường các bạn. Mà tại lúc đó mình mới thí nghiệm, mình chưa có dám công bố cho các bạn. Hiện tại bây giờ mình review thực sự cho các bạn xem. Và các bạn xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những clip sau. Và đây là clip mình ghi lại sau một ngày thì các bạn thấy nước nó trong dần hơn. Thì trong quá trình mình nghiên cứu mình thấy nếu mà lúc giai đoạn đầu tiên mình hồ mới thì khỏi nói. Còn cái hồ mà đang nuôi như vậy, khi mình bỏ vào, mình bỏ cái vật liệu này vào, mình bỏ nhẹ nhàng, không cử động nhiều, thì nó rất là trong như cái hồ dưới của mình nè các bạn. Xem nó sẽ trong hơn rất là nhiều, nữa là nó không có đục, nó chỉ có như vậy, chứ nó không có bị đục ngầu như cái hồ đầu clip các bạn xem. Bỏ nhẹ nhàng thì khi mình bỏ mạnh quá, mình lắc nhiều thì nước nó sẽ bị, cái đó nó phải bị lắc thì nó sẽ ra. Đó thì bây giờ hiện tại bây giờ là đang được sau 3 ngày các bạn thấy nước trong vắt nè. Thì các bạn đã xem những cái clip mà mình đã quay trên up lên mạng xã hội của mình đó, mình thấy các bạn thấy các em nước này hồ rất là trong, luôn luôn trong nè. Sau khi 3 ngày trở lên thì như vậy, thì cứ mình cho ăn mà mồi nó có nhiều thì mình chỉ cần mình rút ra thôi, mình rút mồi ra, mình rút chỗ đó mình châm vô hoặc nước cạn lên. Và đặc biệt các bạn thấy cái hồ này nè, hồ này mình đã nuôi nay là đã 5 tháng rồi. 5 tháng mình thay nước rất là ít, lâu lâu mình mới thay nước, chỉ thay nước như hồi nãy mình nói là có mồi nó bị dính dơ, các cá nó ị ra không có xử lý kịp thì mình rút ra. Các bạn thấy nước nó trong vắt, các bạn đã theo dõi cái gì em này, em biết lông nuôi ngoài trời không đèn thì mình nuôi đã lâu rồi, em này đó là nước trong, các bạn thấy rất là tốt. Cho nên cái lọc này là mình thấy nó sử dụng được, có là các bạn có thể sử dụng tiện lợi cho những bạn mà thường xuyên đi vắng nhà hay là không có thời gian nhiều, hoặc là lười mà muốn nuôi cá rồng, vì cá rồng là phải thay nước mà. Cái này nó khắc phục được khâu đó. Mình sẽ làm rất là nhiều clip mình review cách sử dụng cụ thể rõ ràng, tại clip này mình quay từ lúc đầu cho nên là nó không có quá rõ ràng. Mình sẽ làm nhiều cái series clip để review về sản phẩm này. Các bạn có thể là tìm hiểu và liên hệ bên cá rồng Đắc Thủ với cá rồng Sách Tài để biết về sản phẩm này ha. Còn hỏi về sản phẩm thế nào, sao, cách sử dụng sao thì inbox trực tiếp cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.